hai tụi con phụ mẹ rửa dừa đặng mốt bán có tiền cho hai đứa học nha. Dạ mẹ, cây dừa này nhiều cỏ leo lên quá mẹ ơi. Em đói bụng quá chị ơi, mà em thèm sữa nữa. Nhà mình nghèo mình phải cố gắng học tập chăm chỉ và phụ giúp cha mẹ mới có tiền mua sữa cho tụi mình nha Vinh. Dạ chị em biết rồi. Giờ cũng trưa rồi, hai đứa vô tắm rửa chuẩn bị đi học đi, sắp đến trời rồi đó. Dạ. Ủa chị, em thấy đằng kia có gì xinh xắn kìa. Cun có sữa mới, nếu mua một thùng Cun 100% sữa tươi 180ml sẽ được tặng bộ dụng cụ học tập. Nhanh tay kiểu hết, em may mắn lắm mới đọc được tờ giấy này. Yeah, sữa Cun mới em muốn uống liền chị hai ơi. Vậy bây giờ mình về xin mẹ mua liền đi em. Dạ chị. Hãy hai đứa chăm chỉ nên mẹ mua thùng sữa Cun mới thưởng cho hai đứa nè. Qua một thùng sữa Cun mới luôn, em muốn uống liền. Ngon quá hả? Em làm gì đứng hình chứ gì Vinh? Sữa Cun mới ngon quá chị ơi. Đúng rồi, ngon thiệt á. Chưa hết đâu, quà Cun tặng kèm khi mua sữa nè con. Sữa Cun mới vừa ngon mà vừa có quà, mẹ mua đúng rồi đó mẹ. Qua bộ dụng cụ này đúng con đang cần luôn rồi.